Chào các bạn. Thì các bạn ơi, thì mình cũng mới hoàn thiện đất của cái anh chủ đất này, thì anh tên là Tú, làm anh Tú em rồi. Giờ mình qua làm anh Tú anh luôn. À, hai anh em tên Tú hết, Tú anh Tú em các bạn. Giờ thì cũng mượn đường các bạn ơi, cũng nhờ đất anh em gì đó. Thì qua đây làm, hiện tại giờ mình qua đây mình làm mấy cái đập lan này. Rồi mình sẽ bơi qua cái đường thẳng mà ở chỗ góc màn hình của bạn á, mình bơi bên kia. Đây đây là anh Tú Anh nè, anh đang dỡ cái sà ngô để mình lên cho các bạn xem cái sà ngô là sao ha. Như mấy bạn mà ở trên Sài Gòn đâu đó, mấy bạn cũng không có biết mà cái sà ngô là sao đâu, để sẵn đây mình giới thiệu cho các bạn xem luôn. Cái này kêu là cái gì, cái sà ngôn phải không anh? Ủa anh, cái sà ngôn vậy là con cá mình nó ra là ra nước xuôi hay nước ngược anh? À, cá đi nước ngược các bạn, nước ròng nó đang chảy ra nè, này cá nó không ra đây. Ủa, cá dữ hả anh, có đó anh bành không kìa. Như mình sống ở vùng nông thôn mình á, mình về thì mình khỏi mua đồ ăn, cuộc sống cũng nhàn nhã lắm bạn. Rồi giờ anh sẽ đặt lại, là mình đặt này là mình mỗi mỗi ngày đều ra dở vậy hay sao anh? Mỗi ngày mỗi đổ. À, mỗi ngày mỗi đổ các bạn. Cái này thì tại vì ảnh cũng nhờ được đường nước, tại vì đất của anh em của ảnh thì chỉ có một cái miệng cống thôi. Cái đập này rất là rộng, vòng vòng đây tới như là nghe mình nghe nói tới 50 công lận. Nhưng mà thì chia ra anh em thì người 10 công vậy đó, thì chỉ có một cái đường nước thôi. Còn này thì anh chỉ mình, cái đập này thì anh không có sổ cống được, chỉ đập sà ngôn vậy thôi. Giờ nước ở trong đập này hơi nhiều, mình nói ảnh xả nước ra chút nữa rồi ảnh sẽ đóng cái cống này lại, là mình làm trong cái khuôn lan này nè. Rồi 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 rồi. Ủa cái cá này anh sổ đập hay gì? Trời ơi các bạn ơi, ảnh cho cá mình các bạn ơi. Trời ơi, cá bành bành không vậy? Nhiều đó, được nhiêu ăn nhiêu đi. Vậy hả? Rồi rồi, cảm ơn anh ơi. Nè các bạn ơi, anh cho mình thì năm cái đối. Trời vô cá bành bành không các bạn ơi. Cảm ơn anh. Ừ. Sáng nay sổ được nhiều không? Sáng giờ thì mình tính đợi nước ròng á, bạn xả cái cống ra mà nước ròng lâu quá các bạn, làm như thế này ương hay sao rồi, nên mình mới lên bộ nè mình làm. Đây là mình làm cái đập lan nên làm cũng không cần đẹp gì, chỉ sơn thôi. Cái mé bờ này nè là mình để cái đất khô tặng cho mấy bé mà con của ảnh nè đi học đồ, để mình để đất trình lên để mấy bé đi học đó, rồi lộ trên bùn đồ công nghiệp. Mình
thì mình mới vô đây làm được có 2 ngày à, mà mình thấy anh em ở đây người ta thích mình cũng mừng quá các bạn ơi. Vô đây thì mình làm nguyên một giây luôn, để anh em thích là mình làm được rồi. Nhiều cái thì mình tâm sự ngày tài xế mình vậy đó, ví dụ như anh em chủ đất mà thích mình á thì mình làm được nhiều. Nhiều khi người ta không thích mình làm chậm hay là mình làm dở gì đó, người ta vẫn làm, nhưng mà người ta làm ít, số lượng ít. Còn khi mà người ta thích mình rồi á thì mình làm thì vô tư. Đây là mình tâm sự thật, thì người ta sẽ làm nhiều hơn, số lượng người ta làm nhiều hơn các bạn. Bờ này thì tự thiệt, nhưng mà tại vì nông nước, nước nông nhiều quá với lại mưa đi rất là lúng, mình phải ôm dĩa theo mình đi vậy đó. Này bỏ dĩa ra cái là nằm luôn á. Như mấy chỗ này nước càng mà sắp bị bể rồi nè, rồi đang thiếu đất khô, rồi trên đường mình làm á, mình làm gì á, đất khô còn dư nè, mình chèn lại mình thủ mình đi. Dù mặc dù chỗ đó đi qua vẫn bình thường, nhưng mà mình chèn lại chỗ tải mình xuống xe á, mình lên xuống xe mình thủ miếng đất khô cho nó vững. Bằng sinh lan này như mấy bạn mà theo mà học nghề á, học nghề theo chừng năm rồi mình múc đùng đùng được rồi, cái này dễ mà. Nên thì cái này thì mình làm thì mình cái vấn đề mình chia sẻ nhiều thì chắc cũng không có được. Thì nhiều khi mình chia sẻ nói chuyện nhiều quá rồi mấy bạn xế vào ngày lâu á, các bạn thì nói mình nói nhiều. Thì giờ mình làm mà các bạn không cho mình nói nhiều á thì những bạn mới vào nghề nè, các bạn đó đâu có hiểu mình làm vấn đề gì. Mình đang là mình chia sẻ cách mình làm dành cho những bạn mới vào nghề và những bạn đang học nghề, thì các bạn phải cho mình nói. Thì nói ra rồi các bạn xem cái clip mình nè, các bạn không thấy sự nhàm chán ở trong đó. Thì tâm sự thật, mình xuống đây mình cũng may mắn lắm các bạn ơi. Đáng ra mấy bắt đầu làm là của người khác làm á, chứ không phải của mình đâu. Tại vì chủ đất ở đây hối nhiều quá. Ở đây người ta rắp, đằng người ta chuẩn bị người ta thả nè. Rồi cái bạn kia thì bạn đất nhiều quá, mất bạn làm không kịp. Thì sẵn mình làm ở miếng đất 40 công của mình á, vừa xong á. Thì miếng đất này thì người ta hối nè. Rồi cái chú kia điện mình thì mình cũng vừa luôn, vừa xong rồi mình vừa xuống luôn. Cái bãi lên xe của mình nè, hiện tại nó đang rất là thấp á. Cái lượng đất ở chỗ cái gào mình nè đang rất là thấp, nên mình chèn mới đất khô mình rải lên nặng, mình độn cho cái xe mình nè cho hơi cao cao chút vậy đó, nặng mình lên xe cho nó vững vàng chút. Như cỡ đó thì mình lên vẫn được bình thường, tại đất chỗ cái góc bờ đó mình thấy cũng hơi cứng cứng.
này bữa nay nó bị ươm các bạn ơi, xả không được. Rồi anh chủ đất này giờ anh rắp, anh đi mần cái nghề mà sên bùn mình các bạn. Giống như mình có cái máy sên mà mình đặt giữa cái khuôn mình vậy nè. Rồi cái mình mới có cái ống mình rà, mình cái giống như là mình lấy còi đi á. Nên anh hứa với người ta là mai anh đi làm rồi. Thì bữa nay là mình phải hoàn thiện hết cho anh, thằng mai anh đi. Nên giờ nước nhiều quá mình cũng ráng làm nè. Chứ sơn cái này thì mình xả nước cạn cạn thì mình làm lẻ hơn. Hả? Đâu rồi biết rồi. Bờ này thì ảnh kêu lên bờ làm mà mình thấy cây cối quá nhiều nên mình bàn với ảnh thôi nằm ở dưới luôn đi. Giờ ảnh dục đại như mình vậy nè, dục lên vậy nè. Rồi sau này cái ảnh trồng cây đước cây bằng lên đây nè các bạn. Mình nhớ cái lúc mà cách đây cỡ mười mấy năm về trước á, mình theo anh mình học nghề á, cái mình xuống mấy vùng này mình làm nè, mà mình múc vỏ mình quăng như vậy nè, trời ơi mình khoái lắm các bạn ơi. Mình học nghề mà thấy tập múc lên chạy mà mình cảm nhận mình học được cái nghề á, là mình chạy mình thấy mình không biết mệt á, cảm giác như nó đã sao đâu các bạn. Múc dục này như mấy bạn mà đi theo học nghề đó, các bạn múc này cho thay rồi nhừng nhuyễn hết rồi mình làm mấy cái kia dễ. Có nhiều bạn comment mình ở dưới nói múc dục bỏ không làm clip làm chi, thì mình nói tâm sự với các bạn nghe chứ giờ mình làm clip thì mỗi ngày là mình đều đăng, mà giờ mình kiếm mấy việc khó không thì cũng đâu có gì đâu khó mà đăng các bạn. Ví dụ như mình chủ đất kêu múc cái gì thì mình làm cái đó thôi chứ mình đâu có làm ngoài ý muốn mình được. Chiều nay mình xong miếng đất này rồi mình qua đất khác nữa các bạn ơi. Đây làm lan thì làm ít ít công vậy đó. Thì chắc qua miếng kế bên đây chắc là mần chắc hơi lâu lâu được vài ngày. Tại vì cái đập của anh này là mình nghe nói là tới hai mươi mấy công mà anh đánh hết chu vi á, hết vòng ba á. Mình chỉ nghe nói thôi chứ mình chưa gặp chú đất. Xem kênh các bạn đăng ký mình nghe các bạn. Đăng ký là toàn bộ miễn phí hết. Ở góc phải màn hình của bạn có một cái chuông thông báo, các bạn bấm vào đó. Khi mình ra một cái clip mới thì sẽ hiển thị về máy của các bạn. Mình xin cảm ơn tất cả các bạn.